Đã từ rất lâu, có một chàng hiệp sĩ đẹp trai khoai lang đã chu du khắp nơi, đi qua rất nhiều vùng đất. Anh không ngần ngại cứu giúp kẻ yếu, chân chỉ có ác và đã chiến thắng rất nhiều trận chiến. Nhưng có một ngày, chàng hiệp sĩ ấy đã bị một con quái vật huyền bí hạ gục khi đang cố gắng chiến đấu với nó để bảo vệ dân làng. Thượng đế chứng kiến tất cả và đã ban tặng cho chàng hiệp sĩ dũng cảm ấy một cơ hội chuyển sinh để có thể tiếp tục con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình. Liệu rằng anh ta có thể tìm lại sức mạnh đã từng có và trả mối thù kia? Câu trả lời sẽ có trong cuộc hành trình mang tên Hiệp sĩ chuyển sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Ê, cái gì? What the hell? Trời. Cái thanh niên nó vô nhà xong rồi ngắm nghía mình các bạn. Chắc thanh niên đó để ý cái kiếm của mình. Trời, kiếm vậy không để ý mới lạ đó. Cái này hôm qua mình nhặt được đó các bạn ơi. Hình như nó rơi ra từ Beast Hunter Knight các bạn à. Nhưng mà hơi tiếc là cái kiếm này nó đã bị hư rất là nhiều rồi. Mà sửa thì mình không sửa bằng kim cương được á. Phải ép sách sửa chữa vô, mà hôm nay sách sửa chữa mình phải dùng vào việc khác rồi. Thế nên là tạm thời chắc mình phải trưng bày nó lên thôi các bạn ơi. Wow, công nhận cái kiếm này đẹp thiệt ha. Nhưng mà không sao, sau này mình có thể chế tạo được cây kiếm này á các bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm ha. Rồi, còn bây giờ, như đã nói, mình sẽ bắt đầu lấy quyển sách sửa chữa. Và chúng ta sẽ chuẩn bị ép nó vô một cái món đồ giúp mình trâu hơn các bạn ơi. Đấy chính là cái áo giáp này nè. Hôm bữa mình đánh một cái thanh niên nào đó trong lúc chạy trốn nữ kiếm sĩ Malenia. Thì thanh niên đó đã đưa ra cho mình cái áo và coi giáp kìa. Nó cho mình tới 11 giáp lận các bạn ơi. Quá là trâu luôn. Nhưng chỉ có điều bây giờ mình phải ép cho nó cái dòng sửa chữa để giúp cho nó sửa bằng kinh nghiệm á. Rồi, quyết định vậy đi ha. Là cho áo vào trong cái đè. Tạm. Ơi, nhưng mà hay là mình enchant thử xíu nhờ. Ít ra thì nó cũng cần được enchant chứ. Nếu vậy thì chắc mình phải đi farm kinh nghiệm một xíu rồi. Gì chứ, farm kinh nghiệm đối với mình bây giờ là không quá khó các bạn ạ. Ok, giờ thì dư cấp luôn rồi ha. Để mình còn trừ hao xíu nữa còn ép thêm cho nó sửa chữa các bạn. Ôi trời, đây rồi, cuối cùng cũng có bảo vệ nè. Ok, ghép thêm sửa chữa cho nó. Alright, thế là chúng ta đã có được một chiếc áo cực kỳ chất rồi. Tuy nhiên thì bây giờ cần phải đi cày kinh nghiệm thêm chập nữa, cho nó sửa lại đồ bền đấy các bạn. Chắc cũng khá là mất thời gian đấy. Sau khi sửa xong cái áo giáp thì cái lưỡi hái của mình nó cũng banh chành luôn rồi các bạn à. Ê, nhưng mà bây giờ mình mới để ý nha, cái lưỡi hái của mình nó được 1 sao rồi nè các bạn. Được cái nói nha. Rồi, với cả là cũng có một vài skill mới để mình tranh thủ mình học luôn á. Coi coi có chiêu nào ngon ngon không. Suno Ike. Kỹ năng này lúc trước mình gặp rồi nhưng mà mình chưa có test thử các bạn. Chắc này test thử quá. Biết đâu bất ngờ. Rồi thêm kỹ năng mới gì nè. Buster. Mình sẽ kiểu như là nhấc bổng cái kẻ địch ở phía trên đầu mình và bay lên cao các bạn. Rồi sau đó hình như là giọng một phát cực mạnh xuống đất ấy. Tại mình thấy cái hình nè, coi cái hình coi. Mình sẽ ẩm một cái kẻ địch đó. Wow, một kỹ năng dạng kích hoạt á. Cũng khá thú vị nha. Ui, thêm một cái kỹ năng mới. Skeletons. Rồi, vẫn còn kỹ năng khác nữa nè. Wow, nhiều kỹ năng quá các bạn ơi. Câu cá. Trời, thôi. Cái này lưỡi hái chứ không phải cây cần câu đâu. Please. Rồi, giờ thì mình sẽ chuyển sang cái nhánh tốc độ các bạn ơi. Và mình sẽ tập trung cày tốc độ thật là nhiều. Bởi vì cái lưỡi hái bây giờ sau khi mình điều chỉnh cái bảng cân bằng này thì nó có tốc độ đánh khá là chậm. Mình phải nâng thêm điểm ở cái nhánh tốc độ nữa. Rồi từ đó hy vọng là cải thiện được một chút xíu cái khả năng tấn công. Chứ cái lưỡi hái này mà đánh nhanh một xíu nữa thì có thể nói là cực kỳ mạnh luôn á các bạn ơi. Ok, giờ thì đánh thử coi. Đó, bây giờ đã đánh nhanh hơn được xíu rồi nè. Mặc dù tốc độ tấn công chỉ là 0.53 thôi ha. Ngoài ra trước khi đi thì mình cũng sẽ làm thêm vài cái set đồ xây cua các bạn. Tại vì sắp tới có thể là mình sẽ đương đầu với rất nhiều đối thủ mạnh á. Không có biết đường đâu mà lần các bạn à. À, mang theo dư còn hơn là tới lúc cần là không có. Đây. Giáp cũ mình còn nhóc. À, dư hẳn 2 set đồ kim cương á. Cất vô chồng cái đề. Ok, khi nào cần thì mình sẽ lôi ra và dùng thôi các bạn. Bên cạnh đó thì mình sẽ khoác bên ngoài thêm bộ đồ nào ta. Hôm bữa, bộ đồ tóc bạc này mình mặc chưa có lâu các bạn. Một xíu thôi, đi đánh boss xong cái phải cởi ra. Cho nên là bây giờ, mình sẽ khoác nó phía bên ngoài các bạn.
không có mặt chính nhưng mà khoác bên ngoài nhìn cho nó ngầu ha. Ok ha. Mà ở tập trước mình cũng có mang về được một cây rìu chiến theo đúng nghĩa đen luôn các bạn ơi. À, mấy thanh niên này nãy dám chặn đường mình tới số một rìu. Ơi, lao nháo là một rìu. Bên kia nữa, lên đây, lên đây, lên đây, đúng rồi, lên đây là một rìu. Xuống ngựa liền, xuống ngựa là đi liền. Wow. Ê, nhưng mà hình như sau khi mình cộng thêm hai cái điểm ở nhánh tốc độ các bạn, khả năng vung rìu của mình nó nhanh hơn rồi nè. Why? Không biết với sức mạnh này mình đánh nhau với Warren thì mấy hit sẽ hạ gục nó nhờ. Tò mò thiệt các bạn ơi. Ừ, các bạn có tò mò là mất bao nhiêu hit để chúng ta hạ gục được một con Warren không? Thôi được, bây giờ để mình giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Mình sẽ đi tìm Warren và chúng ta test sức mạnh thôi các bạn. Tuy nhiên bây giờ muốn tìm được Warren thì mình phải gặp được cái thành phố cổ xưa trước các bạn ơi. Mà bây giờ hình như mình rất là ít khi xuống lòng đất. Thế nên là bây giờ phải có một cái chuyến đi xuống lòng đất, tìm những cái hang động các thứ. Hy vọng là nó sẽ dẫn mình tới một cái thành phố cổ xưa ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Logroot hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Trời, gặp đụng hàng rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình xài lưỡi hái. Thanh niên này cũng xài lưỡi hái. Ui da, đánh xa vậy? What? Ở dưới mà khiều lên tới tít ở trên luôn. Ba đồng thời. Ê, đừng nói đây là thành phố cổ xưa. Ủa? Ủa khoan, thành phố cổ xưa đâu đâu phải như vậy đâu ta. Vì đây là một cái công trình mới các bạn ơi. Ủa sao nhìn giống khu mỏ nhưng mà phiên bản bằng đá vậy nhờ. Nhưng mà được cái là hình như nó gần cái biome Deep Dark các bạn ạ. Quay, quay, quay. Từ từ từ. Không biết có khối triệu hồi qua đành không nha. Ừ đúng rồi, mình tìm qua đành mà sợ gì. Gặp nó mình trụng nó luôn. Nhưng mà bên này có kho báu các bạn ơi. Wow, không biết có bịp hay không nhưng mà mình thấy vàng không kìa. Ui, còn có ngọc lục bảo nữa. Được vậy. Không biết có kim cương không nhờ. Biết đâu bất ngờ. Yêu, không có kim cương rồi các bạn ơi. Trong này thì có một ít quyển sách các thứ rồi ha. Sắp tới mình ta hồ chế tạo những cái lọ hồi máu bằng vàng rồi các bạn. Cũng như là ăn cà rốt vàng ha. Tẹt ra luôn. Không sợ hết vàng đâu á. Đi tiếp. Vậy là trong này còn nhiều căn phòng giàu có đây. Mình tin chắc là như vậy các bạn ơi. Phải kiểm tra cho kỹ đó. Ủa? Ủa, ở đây có một cái lăng mộ. Ủa, có mấy con xương. Có chừng, có chừng. Rồi. Quay quay có rương ở trong nha. Trúng mánh rồi, trúng mánh rồi. Ôi, nữa nữa nữa. Mấy con này chắc là mấy con xương canh gác lăng mộ á các bạn. Tầm này mình không sợ nó đâu. Ui, có spawner kìa. Bên này, một bên này vẫn có rương tiếp ha. Ok, hình như sơ qua thì mình đã lướt xong hết rương ở đây rồi. Không biết là mình có bỏ sót cái căn phòng nào hay không. Tại vì ở đây nó cũng có khá là nhiều hướng đó các bạn. Ui, ở đây có cái giống như nhà tù nè. Quay 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 quay. Nhìn cũng kinh phết đó nha. Ui, có spawner ở đây nữa. Thêm một cái rương. Ồ, đây rồi. Cuối cùng cũng có một viên kim cương. Spawner hả? Đập luôn đi. Công trình thì cũng đã khám phá xong rồi. Bây giờ chắc mình đi lên. Úi. Đây. What the hell? Đi lên thôi mà cũng gặp kim cương nữa các bạn à. Ảo thật. Ồ. Và bên kia là cái biome Deep Rock kìa. Góc này còn kim cương không? Ủa? À? Cái gì? Ê, con này nó mặc full giáp Netherite. What? Ủa phải không vậy? Ủa phải là nó mặc giáp Netherite không vậy? Sau khi mình hạ gục nó, mình mở được hai cái thành tựu gì liên tiếp luôn kìa các bạn ơi. Và nó cũng rơi ra cho mình Boss Rock Ingot. À, nó mặc giáp Boss Rock các bạn ơi, chứ không phải là giáp Netherite ha. Hú hồn. Ui, nhưng mà cái loại khoáng sản này cũng xịn lắm nha. Chế tạo một cái áo cho mình tới 15 giáp lần các bạn. Ê, ê, tụi, tụi. Rồi, người ta đang review mà. Cái con này thì cái tình. Rồi, và mình đồng thời cũng đã lên cấp độ tối đa rồi các bạn. À, để mình ngồi ở đây mình cộng điểm cái ha. Đây, cấp 50 rồi nè, max level rồi.
và mình sẽ cho thêm một điểm thể lực cũng như là một điểm ở cái nhánh tăng tốc độ đánh. Wow, quay công nhận bây giờ tốc độ đánh của mình đã cải thiện hơn hẳn các bạn ơi. Trên cái rìu coi, ui ui, lấy cái rìu nè, mình sẽ đánh một cái đó các bạn thấy không. Wow, mình đánh rìu cực nhanh luôn nè. Được thiệt sự. Rồi rồi, vậy là sắp tới mình múa rìu nhiều hơn thôi các bạn ơi. Tầm này thì múa rìu một cái. Mấy con này là một rìu. Wow. Bay bay cái gì. Ôi trời 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 trời. Nó né cái rìu của mình mà nó bay vô nhung nham luôn kìa các bạn. Gung gung liền, gung liền. Rồi bây giờ lượm kim cương trước đi. Rồi sau đó chúng ta khám phá biome Deep Dark sao các bạn ơi. Liệu rằng bên đó có thành phố cổ xưa hay không. Con này là đây. Thích như nào. Ôi trời trời trời, múa rìu. Múa lưỡi hái hả. Gặp người múa rìu là tắt điện liền. Chặt cực mạnh. Úi trời, chặt hụt. Úi trời, chặt hụt. Lần này thì hết hụt nha. Trời trời trời, hai con kia sao quánh nhau nữa vậy. Thằng ơi, con cầm cây giáo nó quất cái con cầm cung rồi các bạn ơi. Yêu. Bài ông Deep Dark sao toàn là xương không vậy trời. À kìa 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 kìa. Thấy cái cục triệu hồi qua đền rồi các bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu tạo ra tiếng động để cà khịa qua đành ha. Ui mẹ đứa ơi. Ok, mình đứng cạnh cái khói triệu hồi qua đành luôn rồi nè. Rồi rồi rồi, qua đành xuất hiện, qua đành xuất hiện các bạn ơi. Kìa kìa kìa, 500 máu nha. Quầy 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 quầy, bữa nay cà khịa qua đành là một cái rác khá là lèo đó. Nhưng mà không sao, các bạn đợi mình. Một rìu, hai rìu, ba rìu, bốn rìu, năm rìu. Ê, nhưng mà không sao, các bạn đợi mình. Ok, năm rìu là không đủ để kết liễu qua đền, phải sáu rìu các bạn ơi. Bình tĩnh bình tĩnh. Ok ok ok, mình đã lấy lại đồ rồi. Bổ luôn cái. Hên quá, lần này mình trả được thù liền các bạn ơi. Chứ không phải giống như lần trước phải cách một ngày mới trả thù nổi. Mình chủ quan quá. Ờ nhưng mà hơi tiếc là con qua đành đó. Ôi có. Nó có rơi ra cho mình cái cục này nè. Mình cần lụm á nha. Ok. Đó là khói xúc tác scoot các bạn ơi. Đó là một thứ khá là cần thiết trong ngày hôm nay nha. Bây giờ thì thôi, mình không nên khỉa qua đành nữa các bạn. Lượng máu của mình không cho phép đâu. Ê ê ê, nhưng mà nó đã xuất hiện thêm con khác hay sao kìa. Yêu, ngay trên đầu mình luôn. Ê da, chạy 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 chạy. Ui 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 ui, mẹ đứa ơi. Ok, hồi đầy máu rồi. Ui da, ui nó chuẩn đau quá các bạn ơi. Yêu yêu yêu, đâu rồi, nó đâu rồi. Đi ra chỗ khác đi con kia. Ây da, trời trời trời. Này thì khỉa ta hả. Hồi đầy máu trước. Rồi tiếp tục tiếp tục. Ui nó núp ở dưới rồi. À cay thế. Mình không có áp sát được các bạn. Áp sát thì nguy hiểm quá. Chuyện đâu còn có đó. Lại đây con kia. Này anh nó tung trưởng. Rồi đứng góc này là mình gõ nó liền. Ui da, mình gõ hụt. Ý mình gõ hụt các bạn ơi. Ôi không, mặc dù nó không phải là boss nhưng mà qua đền vẫn là một cái. Ê nó phát kìa. Trả thù nào. Ok ok ok. Yêu không được rồi. Tính ra bây giờ mình vẫn còn yếu lắm các bạn ơi. Về mặt phòng ngự nha, con qua đền nó làm cho vài hit thôi hả, không chạy kịp là đi liền. Nữa thêm một con qua đền khác xuất hiện rồi. Thôi 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 thôi, Chịu thua đó. Coi như mình nhận nó đi các bạn. Có góc đẹp thì ha, đánh nhau với nó. Còn không thì đừng có giáp lá cà. Nó đục cho dài hết thôi là đi liền. Tại hồi nãy các bạn có để ý không, con qua đành này nó đục búp nha. Ồ, nên là xanh chín với nó thì không khác gì mà xanh chín với một cái con mini boss hết trơn á. Và con qua đành nó cũng rơi ra cho mình một cái skill mới cơ. Mình sẽ học thử ha. Coi coi đó là skill gì. Hình cái đó ổn. Bước chân im lặng. À, nghe cái tên là đủ hiểu rồi ha. Rồi rồi, lấy thêm kinh nghiệm đi. Mình nghĩ là mình cần tăng cái skill này trong ngày hôm nay đó. Tôi đang đánh hơi mình đấy các bạn ơi. Giáp mình sắp hư rồi. Đó, mình đem theo giáp xây cua
đã tới lúc gần tới rồi nè các bạn. Hai cái nón mới, hai quần mới và ủng mới vô, chắc phải giọt lẹ các bạn ơi. Trước khi nó đánh hơi ra được mình ha, mình sẽ đi sau qua hướng bên đó, tại vì đó là cái biome deep dark. Kìa, nó đánh nhau cơ. Tôi what the hell, đụng vô nó một cái thôi là nó gõ cho hết u đầu liền. Ê ê ê, con này chơi đánh lén mẹ. Thôi ấy da, ui da, trời ơi cái con zombie kia, con zombie có cái đầu cột tôi lôi, nó báo nữa kìa. Ê kim cương, kim cương, trời ơi nó dắt qua đành qua đây á. À mấy con này báo thủ thiệt chứ. Ê rồi các bạn ơi, mình đã tìm được thành phố cổ xưa rồi. Ê ê ê, à cái con quái vật này gần gần nó cạp mình các bạn ơi. Ui chỗ này có vàng nữa ngon. Và cái con quái vật rương đó cho mình một cái vòng cổ cũng ok, đeo vô luôn. Nhưng mà điều mình quan tâm bây giờ đó chính là cái thành phố cổ xưa các bạn ơi, nó đã ở ngay trước mặt mình rồi kìa. Wow, thì tiếp theo là chúng ta sẽ đột nhập vào thành phố cổ xưa và đi tìm cái mảnh vỡ âm vang các bạn. Chính nó. Thường thì trong thành phố cổ xưa loot được mấy cái đó nhiều lắm. Hy vọng lần này cũng vậy á. Kìa, có rương kìa. Rồi, tới công chuyện. Mặc dù mình đã nâng cấp nhưng mà vẫn phải cẩn thận nha, yêu. Không có rồi các bạn ơi. Đã vậy còn triệu hồi một con quá đền nữa. Ê đừng có đánh hơi tôi nha. Ê nó thấy mình rồi. Ui da. Oh my god. Ừ. Chạy. Ui da. Không ổn rồi các bạn ơi. Ê da, nó chặn đường mình. Con qua rành thật sự đáng sợ các bạn ạ. À. Ê đừng có ngửi nghe mùi tôi nha. Omega lui. Blah. Không ngửi thấy mùi của tôi. Ê ngửi thấy rồi. Ê. Vô trong lẹ. Lấy cái rìu mình ra mới được. Lại đây. Búp sức mạnh lên. Búp nó luôn. Ê, quýnh hộp. Một rìu. Ấy da, hai rìu. Ba rìu. Bốn rìu. Ui, không đủ đam rồi. Chung quy lại là vẫn không nên dính líu tới cái con qua đành đấy các bạn ạ. Chúng thôi là mệt mỏi liền. Ây da, mình phải nằm xuống tới vài lần mới hạ được một con qua đành á. Nếu mà giáp lá cà các bạn. Yêu. Thôi, mình không ở đây nữa. Giọt lẹ. Đi tìm cái rương khác thôi các bạn ơi. Vậy là mình còn quá yếu đuối so với một con qua đền nha. Ở trong Minecraft thường hay Minecraft hiệp sĩ chuyển sinh thì qua đền vẫn là một cái con mà rất là đáng sợ ha. Không biết các bạn có thấy vậy hay không. Ở hướng này thì hình như không có rương các bạn ơi. Tìm hai cái rương khác để lọt vô tầm mắt mục tiêu. Mảnh vỡ âm vàng. Cứ thế mà lướt thôi. Tốc độ. Không có, ở kỳ. Đây rồi. Cuối cùng cũng có mảnh vỡ âm vang rồi. Ok bình tĩnh. Từ. Rút lui tôi các bạn ơi. Ê nó tới rồi. Không từ từ nữa. Giọt thôi. Đường đường là một hiệp sĩ nhưng mà lại sợ một con qua đền các bạn à. Đây là hiệp sĩ phèn chứ hiệp sĩ chuyển sinh cái gì. Mình tưởng là mình mạnh lắm rồi các bạn, sau khi có áo mới nhưng mà không đâu. Qua đền nó bảo mình tuổi con tép các bạn. Ừ. Nó đập cho không chịu phép nào đấy. Ui đừng có mò qua đây nha ní. Mình sẽ kiếm cái góc nào đó an toàn xíu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo thôi các bạn ơi. Ok. Nó độn thổ rồi, nó biến mất rồi. An toàn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy khối xúc tác cốt nè. Thêm một ít khúc xương nữa. Và cho vô bạn chế tạo theo một cái công thức khá là đặc biệt ha. Mình sẽ cho xương ở chính giữa như vậy. Mảnh vỡ âm vang phía dưới và phía trên sẽ là khối xúc tác scoot. Đây,
đó, mình sẽ tạo ra được cái suka bla bla bla. Mình không biết đọc sao. Mình đọc đại các bạn à. Đó, đại khái đây là một cái chìa khóa cổ xưa đó các bạn à. Đây là chữ cổ đó. Ừ, và khi đã có được cái chìa khóa này rồi, việc cần làm tiếp theo của mình đó chính là lợi gần cái cánh cổng đó các bạn. Cánh cổng hình cái đầu qua đền kìa. Ok, từ từ lên đẳng thôi. Tạm thời là khá ổn nha. Ôi, nhưng mà hình như ngay cái chỗ cánh cổng có cái khối triệu hồi qua đền hay sao vậy? À không, không có. Ồ, vậy thì tốt quá. Và mình cũng cần phải dọn sạch những cái mạch cuốc này nha. Thì chị sạch rồi đúng không? Ok. Và bây giờ đã tới lúc chúng ta dùng cái chìa khóa suka ple này. Đó, mình đã thắp được cái cánh cổng trong thành phố cổ xưa rồi các bạn. Yay. Ê, các bạn có tò mò thế giới ở bên bển như thế nào không? Thế giới của con qua đền á. Ui, mình lỡ bước qua luôn rồi các bạn ơi. Ngay sau lưng mình là cái khối triệu hồi qua đền luôn kìa. Đập lẽ. Ê, nó không xuất hiện các bạn ơi. Mình nhanh quá, nó chưa kịp xuất hiện luôn. Tuyệt vời. Và nếu để ý trên minimap thì cạnh cho mình có một cái công trình gì đó các bạn ơi. Ê, con gì á? What? Con này nó la các bạn ơi. Scoop Screamer. Ui da, con Scoop la hét các bạn. Nó la là mình sẽ bị điếc lỗ tai á. Khó chịu nha. Trời, mới một cái con quái nhỏ thôi mà nó đã mạnh như vậy rồi các bạn. Yêu, không biết những con khác thì nó sẽ mạnh cỡ nào nữa. Công trình này được xây bằng gạch khá là kiên cố nha. Ủa, không kiên cố lắm. Mình đập vô cái một à. Trong này mình nghe tiếng con nhện. Ui, ở đây có cái tộc người qua đền luôn hay sao á. Ở đây giống một ngôi làng hơn các bạn ạ. Hả? Cái gì? Bên trong nó có qua đền. Ủa đúng không vậy? Mình có nghe lầm không vậy? Mình nghe tiếng con qua đền các bạn ơi. Ê, hình như phía trên á. Ê, nó gần mình lắm rồi. Đó đó, các bạn thấy không? Mình bị hiệu ứng bóng tối nè. Ê, sợ nha. Cũng qua đỉnh đâu, trời sao mình nghe nó ngay trên đầu mình không à. Cái này là hiệp sĩ cà mò chứ hiệp sĩ diễn sinh cái gì. Ê, con điện Ripper à. Ồ, đây là Ripper Scoop các bạn ơi. Yêu. Ây da, cái con la hét. Đừng có la, con qua đỉnh nó lợi bây giờ. Im mày. Ủa, cái đó là dân làng. Dân làng ở thế giới này hả? Ủa, con này còn sống. La hoài mệt mỏi à. Có đường nè. Ủa, có cái đĩa gì đó các bạn ơi. Ê, mình tò mò dân làng đây quá. Alo. Dân làng này sẽ trao đổi với mình những cái bon lily các bạn, để lấy sắt nè. Hoặc là đổi cỏ ha. À, cũng ok. Ôi, cái này là cái khối dạy nghề luôn à. Wow, mấy cái bác này có thể là đổi cho mình đồ khá ngon đó các bạn. Oh, được nha. Nè, như bác này là đổi Lost Soul Fragment nè. Ủa, thành tựu gì đó mình cũng chưa rõ nữa. Yêu, nhưng mà đây có thể là một cái ngôi làng. À, và đây có thể là cái chỗ để mình kích hoạt cổng đi về hay sao á. Ồ, nhưng mà nó bị bể à. Nó bị bể hết khối đây nè các bạn. Yêu. Vậy là phải quay lại cái cổng ban đầu á. Rồi, bên này chắc là nhà của bác thợ rèn nè. Mình đoán vậy. Ồ. Ê. Ui da, nước ở đây là axit các bạn ạ. Yêu. Ghê vậy. Mở cái rương ơi. Ui da, xa quá. Chịu đau xíu các bạn. Qua đây, lướt mấy cái rương thử. Ồ, nó cũng chỉ có mấy cái mảnh vỡ âm vang thôi à. Ok. Còn bên kia. Sao mình nhìn thấy nguy hiểm quá, không biết thanh niên đó là gì ha. Mình đoán đó Ender Scoot á các bạn. Tại thấy chân dài kìa. Ripper. Con này có tên là Ripper các bạn. Yêu. Mình vẫn còn nghe tiếng con qua đền đó các bạn. Không biết là nó núp ở đâu. Ở dưới này chắc. Không có, ở dưới không có tầng hầm các bạn. À,
đúng không? À không, cái đó là cái con la hét hả? What the hell? À đây, nó đứng cái bên mình nè. Im liền. Là cái gì? Ồ, ở đây có mấy cái nhìn khá là lạ các bạn. Ồ, khi mình đập nó sẽ rơi ra apple chow. Và cái này á là một loại táo ăn siêu tốt luôn. Ăn vô một cái là mình sẽ no cực kỳ dai các bạn. Ủa? À không, no dai. Nó no bình thường thôi hả? Trời ơi, ít không mà mình tưởng ít 10 à. Trời, quê sệ thiệt chứ. Rồi, hết rồi. Tôi qua đây chỉ là một cái ngôi làng ở trong thế giới Deep Dark. Hả? Mảnh vỡ cổ đại. Wow, ngon vậy. Dưới này cũng không có dấu đồ ha. Ok, vậy thôi. Ôi, mình nghĩ mình cần phải chuẩn bị nhiều hơn trước khi quay trở lại đây để khám phá các bạn. Mình tin chắc ngoài qua đành ra thì ở bên thế giới này. Ê, từ. Ê, nó chặn đường mình, nó núp núp kìa. Thì mình tin chắc bên thế giới này kiểu gì cũng có đại ca của Warden các bạn. Warden đã bá như vậy rồi thì đại ca Warden sẽ mạnh tới mức nào. Ô mày chúi. Ok, mình sẽ dọn một cái đường để có gì xíu mình chạy ha. Mình sẽ tìm cách để hạ gục nó các bạn. Nhưng mà xài trích lỏ thôi, chứ giáp la cà là mình đánh không lợi nó đâu. Búp sức mạnh. Ok, sau đó lọ mọ lại đây. Đánh nó. Một cái, hai cái, ba cái. Ê, mình có lợi thế các bạn ơi. Mình xài trích lỏ. Yeah. Mặc dù không xanh chính nhưng mà đỡ hơn là ha, để nó áp sát rồi nó đập mình. Tiếp theo thì mình cần phải rời khỏi chỗ này thôi và đi vài vòng xung quanh khu vực này xem coi còn gì khác không các bạn. Em mới qua bên đây nên là có nhiều thứ mình chưa có am hiểu lắm á. Ui, ủa, ngồi trên đó là cái gì nữa vậy? What? Hay là cái chỗ trang trí của làng thôi vậy? Ê, có khi nào bên đó là một công trình khác không vậy? Nhìn cũng tò mò nha. À không, mình nghĩ đó là cái tường thành của ngôi làng thôi các bạn. Hình như đi qua một cái biome mới nè. À, biome đầm lầy các bạn. Đầm lầy sực cúc. Và bên này cũng có một cái chỗ khá là nghi ngờ nè. Ủa, cái này là đặc ruột à? Ây, đặc ruột các bạn ơi. Mình tưởng đâu là nó rỗng ruột. Con gì vậy? Bắn tùm lum vô mặt này. Ở ta đó. Bắn nè. Đi chỗ khác đi. Ok, mình đã bắn vô mặt nó thành công các bạn. Thêm con Ripper nữa. Ripper Scoop hả? Bắn luôn. Yêu. Cái con đó như như cái con cá lồng đèn vậy đó các bạn ơi. Chắc là con cá lồng đèn Scoop à. Mình đoán vậy. Thì mình có nên kiếm con đó mình khỉa không? Ủa, sao bây giờ qua đây mình nhảy cao vậy? Ok, mình sẽ bắn vô mặt cái con cá lồng đèn đó cái nữa. Ôi, sao tao thua à? Ủa, ủa, có con qua đền gần đây hả? Thôi. Té sang chỗ khác liền các bạn ơi. Nãy giờ mình để ý nha, có rất là nhiều cái dạng công trình giống như vậy nè các bạn. Nó xuất hiện rải rác ở bên cái thế giới Deep Dark này. Không biết là nó có công dụng gì hay không nữa. Nè, nữa nè, gặp thêm cái ở bên này nữa nè các bạn. Ôi trời, đó là con nhện Scoop chắc luôn. Tính ra bên thế giới Scoop này á cũng đầy đủ sinh vật lắm á các bạn ơi. Hình như còn thiếu mỗi con zombie Scoop thôi à. Ừ, nãy giờ chưa gặp con zombie Scoop á. Chắc con này là thay thế cho zombie Scoop. Đây, trời, cái tay nó kìa. Yêu, gớm chưa? Đi tiếp nào. Lại là một cái vùng đất mới rồi đó. Các bạn ơi, trước mặt mình là sinh vật gì thấy ghê lắm kìa. Ủa? Đây không phải sinh vật các bạn. Cái này mình có thể đập được. Không biết là lợi gần nó có cạp và nó nhòm mình không á. Không, nó không ăn thịt mình. Tại nhìn nó thấy ghê vậy thôi hả? Ui, ở đây là những cái Scoop thối rửa các bạn à. Yêu. Màu đỏ nhìn thấy ớn ha. Màu xanh thì còn đỡ ớn chứ màu đỏ nhìn đúng ớn luôn á. Ê, mình phát hiện một cái pháo đài hay sao kìa. À, ê, con Warden ở bên thế giới này nhìn nó lực lắm các bạn ơi. Nó có răng nanh nhiều hơn. Oh my gosh. Đừng nói con Warden bên đây ngoài việc
nó bắn tùm lum, nó đục cực mạnh thì nó còn có tuyệt chiêu cắn vào mông mình nha. Nhìn cái răng của nó kìa, nhọn hoắt như vậy cắn một phát chắc kìa. Tối nay nghỉ ngủ luôn á. Ê, sao giờ? Thôi xong rồi, mình không có đem theo cây cung rồi. Mình cũng có chiêu bắn tùm lum mà. Không biết con này nó có chiêu bắn tùm lum hay không á. Lên cao xíu các bạn ơi. Ồ, hình như con quái đàn này nó không biết bắn. À, ê, nó biết bắn, nó biết bắn. Ui, nhưng mà nó bắn không có thốn lắm. Ok. Một lần cỡ 1-2 máu mà các bạn ơi. Không bắn thua. Mình bắn lại nè. Ok. À, con quái đàn này là con quái đàn lính thôi. Nó không lực lắm đâu. Ở trong nó có vẻ là ghê rợn thôi các bạn. Vậy thì ngon. Đụng cục kẹo đó liền. Mình nghĩ là nó cận chiến chắc cũng không có mạnh lắm đâu các bạn. Ừ, cứ thế mà đi vô thôi. Mình cũng có rìu chiến mà. Đợi gì nữa. Mấy con này mình còn one shot được mà. Ui ui, cái gì, cái sự chiêu gì vậy? Cái chiêu gì vậy? Có thể không? Thôi bắn nó lấy lợi thế đi. Mặc dù lợi thế này không nhiều lắm, nhưng mà thôi kệ. Có còn đỡ không? À, mấy con qua đành lính gác này nó có 100+ máu thôi các bạn ơi. Cũng được, cũng được. Vừa niêm, vừa niêm. Đủ để mình tập luyện ha. Còn mấy cái con nhìn giống như cá lồng đèn đó thì không biết là nó có tấn công mình hay không. Seeker, có vẻ nó khá thân thiện. À, ấy da, mới khen nó thân thiện thì nó cạp mình một cái. Thử nó luôn, thấy ghét. Dám cạp mình là thấy không khoái rồi đó. Ok, khu này có vẻ là cũng chưa quá nguy hiểm các bạn ơi. Chỉ toàn là mấy con lính lát không à. Ủa, cái nhóc này hồi nãy mình gặp rồi nè. À, tên là Raver ha. Ăn không? Ăn gì không? Ăn táo không? Ừ, nhóc này có vẻ thân thiện á. Ok, còn xuất hiện cả bên này nữa. Ảo thật đấy. Ui ui ui, tổng hai con các bạn ơi. Không sao, hai con thì mình bắn hai con có đâu. Mình có chịu bắn mà. Mình có thiệt chịu bắn mà, sợ gì. Đấy, nó chưa lại là mình sẽ bắn nó trước rồi. Sau đó dùng rìu và kết liễu nó thôi. Tiếp tục, tiếp tục. Giáp lá cà luôn. Con này nó không có mạnh như qua đành bên thế giới thường các bạn ơi. Vậy cũng đỡ á. Ồ, chỗ này có vẻ khá là rộng nha. Và cao nữa. Wow. Mình đang đi dần dần lên nè các bạn ơi. Quay 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 quay. Chỗ cao nhất có quá trời rương. Ồ, còn có Immemorial Upgrade. Wow, thì ra đây là cái đi giúp mình chế tạo giáp Warren các bạn ơi. Ê, ê, cái rìu mình có skill kìa. Ui, bây giờ mình mới phát hiện ta. Vừa để mình loot hết đồ trong đây cái đã. Ồ, vậy mà bây giờ mình mới phát hiện. Cũng hên là bây giờ mình cũng phát hiện á. Tưởng đâu là không phát hiện thì cũng hơi khoai đấy. Rồi, mình đã loot hết rương ở hướng này rồi ha. Cũng được thêm 3 cái miếng nâng cấp các bạn. Tiếp theo mình sẽ bắt vào lóc quang bển. Ui, có liều quá không ta? Hơi liều quá nha. Không sao, mình là hiệp sĩ liều mà. Ok, nó rỉa. Ây da. Rồi rồi, ngươi ngon rồi. Tấn công nè. Ô, nửa cây máu của cái con qua đành lính này đó các bạn à. Kỹ năng nó cũng ok đó nha. Giờ thì chỉ còn cái con Reaper này thôi. Ui ui, coi chừng, coi chừng. Hay gì chứ con Reaper đó nó cũng nguy hiểm đó. Ồ, bên này thì có kim cương đâu nè. Ủng kim cương sửa chữa. Wow, ngon vậy. Ê, nhưng mà cái áo thì không ngon nha. Có lời nguyền á. Mình phải cất vô các bạn. Lời nguyền ràng buộc nguy hiểm lắm. Bên này thì sao? Ồ, và thêm một cái miếng nâng cấp nữa. Ui, tính ra nãy giờ mình loot được. Ê, rương 7, ok. What? What the hell? Nãy giờ mình loot được 4 miếng rồi. Sau này chỉ cần đủ nguyên liệu thôi là chúng ta nâng cấp được giáp qua đền luôn rồi đó các bạn. Từ đầu tới chân luôn. Ui, 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 cái con này. Nè, nó bắn, nó bắn. Hay thì bắn ra hả? Cho nó một búa. Chỗ này có rương không? Ồ, có vẻ chỗ này không có rương các bạn ơi. Nhưng mà ở cái tầng cuối cùng của nó thì lại có mấy cái kệ sách. Ồ, và nó dẫn sang một cái hướng khác nữa. Uầy. Ui. Trời ơi, mình mở nhầm rương 7 rồi. Ây da, trời, trời, trời.
Nguy hiểm thì chứ. Nhưng mà khoan, trong rương nó có cái gì vậy? Immemorial Scrap. Nó dùng để làm cái phôi Immemorial các bạn. Đại khái nó giống như là Netherite ở bên thế giới Deep Dark này gì đó. Ra là vậy. Hay nha. Ủa con này. À con này là qua đành lính thôi. Không sao, không sao. Vậy là bữa nay mình khám phá trúng công trình ngon rồi các bạn ơi. Sắp tới biết rồi ha. Ok, đây là qua đành lính. Tưởng đâu con qua đành ở bên thế giới thường thì chạy nha các bạn. Chứ đứng kiểu đó nó xúc cho vài hit rồi lúc đó khóc không kịp. Rồi, lút rừng tiếp nào. Ui, không có cái mảnh Immemorial rồi. Mình sẽ cần những cái mảnh đó rất là nhiều luôn để chế tạo cái phôi á. Vậy là mình đã khám phá xong một cái pháo đài của mấy con qua đành rồi các bạn. Nói chung thì cũng ngon. Vậy là sắp tới biết rồi ha. Mình sẽ đi khám phá nhiều hơn để chúng ta tìm những cái pháo đài giống như vậy. Và cày thật là nhiều những cái Immemorial Scrap. Và nâng cấp giáp thôi. Mình nghĩ chỉ có nâng cấp giáp mới chống lại con qua đành được thôi các bạn ha. Hy vọng là vậy ha. Nói chung, chuyến đi vừa rồi là một chuyến đi rất là tuyệt vời đối với mình. Ủa? Và khi trở về là mình sẽ trở về ngay cánh cổng này chứ không phải ở nhà các bạn ạ. Oh my god, mở được cả một cái thành tựu. Khi mà trở về được luôn nè, trời đất ơi. Là đủ hiểu rồi ha. Ok, giờ thì chắc mình sẽ bình tẩm đi về thôi các bạn. Đừng có khịa bất kỳ con qua đành nào khác. Ok. Vậy là hôm nay chúng ta đã khám phá được một cái chiều không gian mới các bạn ạ. Đó chính là chiều không gian của mấy con qua đành. Liệu rằng sắp tới Lộc còn làm bao cát cho những con qua đành mạnh bạo đó hay không? Và ở bên thế giới của mấy con qua đành còn có con nào kinh khủng hơn nữa hay không? Câu trả lời sẽ sớm có những tập tiếp theo. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.